Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sâm ngọc nha, hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Cây này quái luôn, nó cho một cái co gù đây nha. Nó lắc một cái co gù đây. Chi chốt sống đây nha anh chị cô chú. Đây là bầu xe dừa nha. Đây là bầu xe dừa nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Lắc gặp lần gù nha.